Các chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp khi lê cá tầm nuôi con để sản xuất qua một mua sắm. Để có cá tầm xa tháng thu hoang trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm để nuôi dưỡng từ vùng thủy điện có nguồn nước trong lành của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá tầm như lẩu cá tầm nấu canh măng chua, cá tầm nướng, cá tầm kho, cá tầm hấp xì dầu, cháo cá tầm, chả cá tầm lá vọng. Kính mời quý khách có cầu thủy hải sản tham quan và mua sắm. Sư chị Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nuôi con trên 8 kg được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng do lượng DHA, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá tầm như lẩu cá tầm nấu canh măng chua, cá tầm nướng, cá tầm kho, cá tầm nước xì dầu, cháo cá tầm lá vọng. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Sư chị Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nuôi con trên 8 kg một con. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng do hàm lượng DHA, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon, cháo cá tầm, chả cá tầm lá vọng. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Sư chị Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nuôi con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc qua và mua sắm. Sư chị Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nuôi con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia một con. Kính mời quý khách các quầy thủy hải sản tham quan được mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng do hàm lượng DHA, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Xuyên cá mức xì dầu, cháo cá tầm, chả cá tầm lá vọng. Kính mời quý khách qua quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Sư chị Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nuôi con phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ vùng thủy điện có nguồn nước cá tầm kho, cá tầm hấp xì dầu, cháo cá tầm, chả cá tầm lá vọng. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Sư chị Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nuôi con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg cho một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm. Kính mời quý khách các quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg cho một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm tiến hành phi lê cá tầm nuôi con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách các quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg cho một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đặt trẻ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm chất tầm bổ dưỡng do hàm lượng DHA, vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá tầm như lẩu cá tầm nấu canh măng chua, cá tầm nướng, cá tầm kho, cá tầm hấp xì dầu, cháo cá tầm, chả cá tầm lá vọng. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Sư chị Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8 kg một con. Kính mời quý khách có quầy thủy hải sản tham quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8 kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành, kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Để có cá tầm size 8 kg trên một con,
Chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện, có nguồn nước trong lành. Kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá tầm như lẩu cá tầm, chả cá tầm đã mọng. Kính mời quý khách có cơ hội thì hải sản thăm quan và mua sắm. Kính mời quý khách có cơ hội thủy hải sản thăm quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc và thơm ngon. Giống cá tầm được vitamin A, omega 3 và omega 6. Đặc biệt cá tầm chỉ có sụn, không có xương nên hoàn toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của tầm và cá tầm đã mọng. Kính mời quý khách có cơ hội thủy hải sản thăm quan và mua sắm. Chương trình Vip Max xin kính chào quý khách. Hiện nay tại gian hàng thủy hải sản đang tiến hành fillet cá tầm mỗi con trên 8kg một con. Kính mời quý khách có cơ hội thủy hải sản thăm quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8kg trên một con, chúng tôi phải mang tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có nguồn nước trong lành. Kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng, do hàm lượng nét cá tầm xa 8kg trong cá tầm một chút. Em bảo cái lúc mà nếu thì còn ít người bây giờ là đông kịp này. Em bảo cái cá tầm được nuôi dưỡng từ một thủy điện có nguồn nước trong lành. Kỹ thuật do chuyên gia Nga đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng, do hàm lượng nét cá tầm xa 8kg trong cá tầm một chút. Cá tầm là một sản phẩm vô cùng bổ dưỡng, do hàm lượng nét cá tầm xa 8kg trong cá tầm cắt cho cô miếng cháu ơi. Đây xem lấy cái chung hệ xương khớp của người sao chúng ta. Đây đây. Tại vì là nhà này nó lát mà chỉ lấy cái cắt tầm như 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 cắt miếng tầm như này nhá. Miếng tầm như này. Chúng tôi phải nuôi nhanh năm mới ra được sản phẩm. Miếng này mấy lạng đấy? Giống cá tầm được nhập khẩu từ Nga, được nuôi dưỡng từ hồ thủy điện có mặt toàn phù hợp với trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến của trẻ nhỏ. Quý khách không phải bỏ phí phần nào cả. Sụn cá tầm chứa nhiều collagen rất tốt cho hệ xương khớp của người già và trẻ nhỏ. Rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ tư người cân tư đến sinh kỹ trang quý khách. Hiện nay tại dân hàng thủy hải sản đang tiến hành phi lê cá tầm nguyên con trên 8kg một con. Kính mời quý khách có cởi thủy hải sản thăm quan và mua sắm. Để có cá tầm size 8kg trên một con, chúng tôi phải nuôi 5 năm mới ra được sản phẩm cá tầm có thịt rắn chắc. Thank you.
sẽ là nhé. Pha nước chấm thì nên pha nước chấm.